Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một pha mở rương 21 rương của Khải Nam ơi. Khải vừa mua được khoảng 21 rương thôi, không có mua nhiều nữa mà. Hôm nay kinh tế eo hẹp là một ít nữa mà. 21 rương. Ok, cắt mắt này vô. Mở số được gì cho anh em xem nha. 21 rương. Ui, ra nó tiến lên dần chiến đường môn luôn ạ. Ui, cuối năm hiện tại có 21 rương, anh em chúng ta sẽ cuối năm và liền Khải lên khu vực phường tường lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường ơi. Khải vẫn thích cái khu vực này đẹp hơn nè, Hoa Sơn cảnh kỹ trường đứng này. Rồi hiện tại bây giờ là có nhiều anh em hỏi Khải bị rớt hạng đâu mà, tại vì nó bị chưa cập nhật hạng đâu, chứ Khải hơn hạng Bảo Lân Sa, hơn hạng mấy người kia nhiều nè mà, cũng như là hơn hạng Đông Phương rồi các kiểu nữa. Võ Đăng này cũng vẫn hạng đội phái qua Công Lôn mà chưa cập nhật luôn em ơi. Giờ phải đợi nó cập nhật lên hạng Công Lôn này thì Khải nó mới nhảy lên hạng thế giới nữa. Hạng thế giới này đang 22 bị lói rồi. Rồi khui nè. Khui. Vậy chúng ta sẽ khui 21 rương nhanh mà liền thử được gì nhá. Khui. Một hiện là một ẩn này. Khui này một nón này. Một chì này. Một nón này. Một nỏ này. À có nỏ, có nỏ, có nỏ. Một áo này, một vũ khí, một bóng này. Một giày này. Phi đao này. Phi đao đao nè. Ô giày này chặt rương rồi. Thổ mọc. Ôi sợ rắc không nhà Nam. Từ từ này mà vô bán rắc á. Ô một con nỏ và cứ đao hy vọng này mà. Rác nè. Rác nè. Thủy rác nè. Chơi hai dòng rác nè. Ô sao toàn đồ hai dòng nha. Rác luôn. Thổ ba dòng rác luôn. Nón họ rác luôn. Bỏng. Ôi sao toàn hai dòng anh em ơi. Ôi dày thổ rác luôn, khui bóng mượn khui. Cho cha. Tính ra là hai kim máy anh em ơi, hai kim máy mà chưa thấy được món nào hết em ơi. Này rác luôn, còn hai cây cuối cùng nè. Hai cây cuối cùng, một nỏ một đao em ơi, một nỏ một đao em ơi. Ngon trong ngóng hai màu cái này em ơi. Cái này gì đây? Thủy hiện một ẩn một nè. Họ họ ăn hai có tiền nè. Kim ẩn một có tiền nè. Thổ ăn hai, thổ ăn một shop nè. Họ ăn ba nè. Thủy nè. Chúng cũng được nè. Thổ kim. Rồi. Đào 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 mấy dòng ơi. Ôi đào hổ ơi. Sao hai dòng à, rác rồi. Chô. Toàn hai dòng không. Rác không em ơi. Toàn hai dòng. Rồi chịu em ơi. Tuần này hết 200.000. 200.000 điểm đồng không có gì đâu ơi. Toàn rác thôi. Còn hai dòng không? Còn hai dòng không? Chịu luôn. Rồi rác rác. À kiểu này cái mở rương này chết nè. Không có đồ. Rồi chịu rồi. Rồi Khải đi vào dạ thì có gì đó ta. Khải đang mua cái đao mọc 5 dòng ép chơi mà không mua không ra đâu mà. Đao mọc 5 dòng ép chơi mà mua không ra đâu mà. Không ra cái đao mọc. Lỗ. Nói chung với hai kiểu máy ra nhiều đó là lỗ không có gì hết nữa. Hai kiểu máy bán lại máy này, bán mà lại máy này chắc được khoảng kim thôi. Khoảng kim không có nhiều. Không kim thôi. Lỗ, nói chung là lỗ. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải vừa mở 21 rương tím đỡ kiếm phôi đồ ép đồ chơi mà thực sự là không có cái gì để ép. Nên là anh em phải hiểu ở server á, cái giá trị server ở những cái đồ foil mà 5 dòng, 4, 5 dòng này nọ nè, tùy theo họ mình thích nữa, rất là hiếm nha mọi người. Nên là ép ra được một cây vũ khí 4 dòng hay là một đôi giày 4 dòng này nọ thì giá trị của nó rất là cao nè. Nên là anh em đừng suy nghĩ vấn đề ở server này so sánh với server khác, nó không đúng nha mọi người. Đó, thì anh em là anh em phải theo dõi và thường xuyên trên kênh YouTube khác, như là những cái mở rương này nọ cho anh em sẽ biết. Giá cả này nọ thì anh em sẽ biết. Đồ nó rất là hiếm nè, như tìm cây phôi vũ khí này nọ đồ á, nó ít nhất phải 500 xu đến một kim, hai kim một món, ba kim một món. Như hôm trước phải bán cái đao thủy 5 dòng nè, phải bán đao thủy 5 dòng 8 kim hơn đó nè. Thì nói chung là cứ tầm này 5 dòng là mới có giá trị mà, còn 3 4 dòng là đâm ra shop hết nè. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên ở lại cho video khui rương rồi với Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Kính chúc anh em một ngày mới xem live vui vẻ anh em ơi. Xem video vui vẻ nha. Và Khải hay live trực tiếp vào lúc 7:40 tối hàng ngày nha mọi người. Anh em rảnh rỗi lên kênh YouTube và xem live trực tiếp chơi nha. Còn video là Khải sẽ up vào 11 giờ trưa hàng ngày nha mọi người. Ok nào.